dạng toán tìm min max trong số phức. Let's go. Ok, ở này các bạn làm bài cho nhanh. Bây giờ các bạn đọc z bằng a cộng bi à, được chưa? Thì ngay sẽ thành gì? Là a cộng bi trừ 3 cộng 3i đúng không? Bằng 4 đúng không? Có nghĩa là a trừ 3 thực với thực đấy. Bình phương cộng với cả ảo với ảo là b cộng 3 tất cả bình đấy. Thì mô đun là sẽ bằng 16 đúng không? Các bạn hiểu này, đây là một phương trình đường tròn với tâm y là 3 trừ 3 và r bằng 4, được chưa? Đấy, đi này, z là thuộc đường này, đấy, z tự thuộc quanh này, được chưa? Thì bây giờ, max đúng không? Các bạn nhớ này, mô đun max sẽ bằng gì? Là bằng oi cộng r, đấy, nhớ mình công thức này. Thì oi ở đây là gì? Oi có phải là căn của 3 bình cộng trừ 3 bình đúng không? Bằng 3 căn 2 này, r bằng 4, sẽ max bằng 3 căn 2 cộng 4, hết.